Đây là ở phía cuối đường Bùi Lâm, là một cái view biển. Cái đoạn biển này thì không có tắm được do là cái nơi mà họ nuôi nghêu á, họ nuôi nghêu và nuôi hải sản này nọ đó. Chủ yếu là nghêu thôi, nên là không có ra tắm được mà mình chỉ có thể nhìn biển từ xa thôi. Ngày hôm nay thì nước biển nó cũng không có được lớn lắm. Nó khá là xa bờ, ngày hôm nay đi nhầm nước ròng rồi. Đi nước cao mới đã chứ đi nước ròng chán lắm. Đó, đây là view biển nè, ở đường Bùi Lâm, cuối đường Bùi Lâm. Mấy cái đoạn đường này mình chạy cũng được nữa nhưng mà khó chạy. Nên mình sẽ vòng ngược lại đường Bùi Lâm thử xem. Đây là có mấy cái người dân đó, họ đang đi đâu đó, chả biết có con bò có ai nuôi kìa. Ông chú đó bán đậu phộng. Ở đây là đường Bùi Lâm. Chạy theo cái đoạn đường này á, thì mình sẽ ra được ruộng muối Bùi Lâm. Tức là cái khu vực mà người ta làm muối á, người ta lấy nước biển Cần Giờ á, họ làm muối, họ phơi muối á. Nó chạy lên một chút xíu nữa thì sẽ thấy được cái ruộng muối đó. Đường ở đây khá là vắng nha. Tuy là đường rộng nhưng mà xe ra vào cũng rất là thưa thớt nè, ruộng muối nè. Ở đây là ruộng muối Bùi Lâm. Ồ, có con rắn mó nó chạy ngang đường. Đó, ruộng muối nè. Người ta phơi muối á, họ lấy nước biển rồi sau đó họ đào thành mấy cái ô vuông 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 á. Rồi họ để nước biển thì khi mà nắng nó đủ á, hơi nước nó sẽ bốc lên và cái lớp muối á nó sẽ động lại ở phía dưới đấy. Thì không phải là phơi một nắng một chiều là xong mà họ phơi rất là nhiều ngày. Nó thì nước nó sẽ bị bốc hơi từ 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 đi. Thì cái hàm lượng muối nó sẽ càng ngày nó càng cô đặc. Và khi mà nó cô đặc đủ rồi nó sẽ hình thành tinh thể, người ta kêu đó là tinh thể muối á, là lúc đó là nó thành muối. Nó từng cái ô vuông như vậy á là người ta kêu là một cái ô ruộng muối. Đó là nguyên một cái ruộng. Ruộng là không phải là trồng lúa trồng gì đâu, mà chỉ là giống như là một cái khu đất trống rồi họ chia thành một cái ô để họ chứa nước biển thôi. Đó, thì nắng chiếu xuống thì nước biển nó sẽ bị bốc hơi, để lại cái lớp muối đó. Họ sẽ lấy muối đó và họ đi bán. Mình nghĩ là nguyên một cái đống đó đó mà họ chảy vạt đó, là cái đó là nguyên một cái đống muối á. Ngày hôm nay thì đi thì không có thấy muối rồi. Mà cũng đang phân vân một cái là nếu như mà họ phơi như vậy đi, rồi cái nếu như mà trời mưa, thí dụ đi ha, họ phơi đúng không, nước nó rút xuống rồi, nước nó cạn bớt, nó bốc hơi bớt rồi, cái xong trời mưa nước nó dâng lên nó đầy nữa cũng vậy. Nên có lẽ là phơi muối á là phơi vào những cái ngày hoặc là những cái mùa nắng á, chứ còn mùa mưa thì cũng đâu có phơi được gì đâu. Ở đây là ruộng muối nè, phía bên này cũng có nữa đó. Nói chung là vòng 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 ở đây là ruộng muối không à, nguyên một cái đoạn đường này là ruộng muối không á. Rồi mấy con chuồn chuồn nó bay kìa đó, thấy ruộng muối không, ruộng muối nè. Bên đây cũng là ruộng muối nè nhưng mà bị cây um tùm nó che rồi mình không có nhìn thấy cái ruộng muối được đó. Ruộng muối đó, đường Bùi Lâm đi Cần Giờ, đường Bùi Lâm là ruộng muối nè, muối nè, người ta là muối nè. Bên đây cũng có ruộng muối nữa nè đó. Chỉ vậy thôi, đường Bùi Lâm. Mẹ. Mình nghĩ là ở đây có cua hay cái gì nha. Con ông đậu xe bên này đi bắt cua nè. Để dừng lại coi thử coi. Có mấy con gì ấy, nó động động dưới nước á.
Ồ, cá thò lòi kìa. Quá trời cá thò lòi luôn. Đó, đường Bù Lâm. Ông mình đi cầu cá. Cá bông gì đẹp quá nè.